Hello cả nhà, hiện tại là bắt đầu chúng em đang nghỉ trưa được chút xíu rồi nha cả nhà. Tụi em đang nghỉ nhà trọ gì? Nhà trọ này Ngọc Xuân, Minh Ngọc Tuyết, Minh Tuyết. Minh Tuyết rồi, không phải má, lộn má. Ngọc Tuyến, má nào lùm la hết trơn á. Ngọc Tuyến. Bây giờ chị Ngọc Tuyến bây giờ nghỉ ngơi xong bắt đầu bây giờ tụi em ra đi ăn cơm. Bây giờ ăn cơm trưa xong rồi có hẹn với thầy rồi đó là ăn cơm xong mà tụi em sẽ qua bên Quan Âm Phật Đài rồi cùng thầy đi đến ngôi chùa mà chuẩn bị thầy chuẩn bị xây nha mọi người. Ủa lát tụi mình đi bơi không? Anh có biết một chỗ bơi, một chỗ này là bơi nè. Chỗ nào anh? Khu du lịch nhà mát. Nhà mát. Hồ mát, giống là hồ bơi, ai tắm thì tắm, không tắm có cái ghế ngồi. Nghe tên là biết mát rồi nha mọi người. Khu du lịch nhà mát. Mát. Mọi người đón xem theo chân. Bây giờ má này mà chưa đánh đền gì vậy má? Không có đánh đâu. Rồi anh cơ đánh nền nữa. Quá trời đánh nền. Chương trình này bây giờ tụi em đi nạp năng lượng nha mọi người. Mọi người em đánh miếng nền em học máu á mọi người, không có đánh miếng nền. Chị Hồng Lý nói em đánh nền. Em đánh miếng nền em học máu, tại em đánh đến 10 miếng nền lận. Một miếng là em học máu liền á. Ôi xui ghê á thiệt. Em cũng chịu đúng không? Ăn cơm mà biết hôm nay là sẵn em à. Phải nói em kêu cơm gì đi Kim biết không? Biết, nhớ em nhớ mà. Đúng rồi nha. Cái canh chua cá bớp. Ủa cá hú. Canh chua cá hú nè, gà kho sả nè. Gì nữa? Mạo kho nữa má. Mạo kho nữa chỗ. Cái miệng quá giờ cái miệng không quay khúc đó đi. Khô chiên gì á. Khô chiên đặc biệt là biết sao không? Mình phải ăn thử nếu mà ngon mình sẽ mua về làm quà cho nó nha. Tại vì em nghe nói em ăn khô chiên nè, khô cá lóc chứ khô cái này thì em phải mua thử luôn. Ôi ơi mạo trứng muối. Mạo sót trứng muối. Ôi ơi xuất sắc luôn. Là quay má thì má được quay từ hôm qua tới giờ luôn á, má trời khóc sức lắm nha. Hay vậy là đó là đẹp quá luôn. Đó hết luôn rồi. Đồ là biết đi biển này nha mọi người. Hay gần biển luôn á. Khác luôn á. Sắp bên luôn. Sắp bên này lại qua bên đây nè mọi người, qua đường tới đây mở đây nha mọi người. Bây giờ về đè đi. Mình ăn cơm xong á. Mười hai muốn về chỉ gì. Bây giờ có bạn muốn lên tụ tiệc ở đâu mọi người ở đây thì thêm mình đối diện cho mọi người đó. Mẹ con cũng lại mở nha mọi người nha. Xong rồi tụi em sẽ qua bên đó. Là tụi em đón thầy. Đó. Xong rồi tụi em sẽ đón thầy nha mọi người. Rồi đón thầy đi chung với tụi em xong rồi đi qua bên cái chỗ mà chùa đang xây á. Nha cả nhà nha. Hôm nay mục đích tụi em đi về Bạc Liêu là mục đích là đón thầy để gặp thầy nha cả nhà. Đi ăn cơm cả nhà, cơm với Hùng Lý nha. Đó có cái clip Hùng Lý với các em đi bơi được đó. Không tắm đâu buồn chịu nha, vẫn chơi. Con chơi không tắm rồi em đi. Nè, thầy em đi. Đưa bển gì vậy? Phải có đứa tắm. Ờ không có tắm bển là số. Không. Cái chỗ đó em đã có tham khảo rồi. Em thấy là một khi mà không tắm thì có thể ngồi chơi mà có thể đi vòng vòng, nó giống như là trầm sen hay là anh đi vòng vòng nhiều lần rồi, anh đi nhiều lần rồi. Nên là em thích chơi trò chơi cảm giác mạnh. Không, là... không có nha. Thầy gọi nè, thầy gọi để gọi lên. Alo thầy, con ông Mô Phật. Hỏi thầy rửa mặt không? Dạ, bây giờ con thức rồi nè, con chuẩn bị ăn cơm trưa xong rồi con chạy qua thầy nè, con đối diện nè. Alo. Đánh rồi mà đánh má ơi, cái mặt cái gì. Alo. Xui ghê. Bây giờ là hả? Không, ở đó đó. Bị chim. Ở đó không có bận gì làm. Thầy gọi cho mọi người. Em nghe lời. Alo, mô Phật, con nghe thầy. Trời ơi, con đặt cơm chưa rồi thầy ơi, thôi chết rồi. Thôi vậy thầy để đó cho con ăn buổi chiều được không? Nha thầy, lỡ cơm dọn ra rồi thầy cho con bữa cơm buổi chiều nha. Dạ, mô Phật. Trời tội nghiệp quá, tội nghiệp thầy quá mọi người ơi. Dạ. Thầy mới gọi nè mọi người. Thầy mới gọi. Mà thầy nói là bây giờ thành biết mà 11 giờ mình qua thầy dọn cơm sẵn hết, tại vì Hồng Hủy hẹn là khoảng 11 giờ 11 giờ mấy con qua thì nghĩ là chắc mình qua bên đó luôn, ai ngờ là mình đặt cơm sẵn ở đây mình ăn rồi thì thầy dọn cơm sẵn hết trơn, thấy thương ghê, nghe thấy xót ruột gì đâu. Thầy nói là thầy cho con cơm nó buổi chiều đi đó, bây giờ mình chuẩn bị vô ăn cơm rồi mình qua gặp thầy nha cả nhà nha. Chết rồi, thầy nước đá nước ơ đi má ơi, đá nước ơ em bé tươi nha, em bé tươi nha. Vì lúc có gà ngày xưa hay gì thấy mất lần đi trời. Dạ, chị mình đá chị. Đá mà hay. Em nói gì nhỉ? Chứ bé đầu. Đây canh chua cá hú nè mọi người. Đây cô có mỗi quá trời. Cô cá lóc mặn.
Còn cái này là gà xà ớt đúng không? Gà xào xà ớt. Gà xào xà ớt nè mọi người ơi. Đó. Nó đang đi lấy. Còn đây là khô đúng không cô? Khô đây. Khô cá bổ thì ngon dữ. Cái khô cá lóc lạc nhách luôn. Cô nhìn cái màu nó đẹp quá mọi người ơi. Gì đi ha. Gì đi ha. Lấy nước đá không sống có hai cục phự người ta bỏ vô người ta làm cái đá. Nước đá đó đặt nó chảy hết còn gì uống. Trong cái hộp trong tủ lạnh nó hai cục á. Vô không có gì hết. Hai đĩa. Khô ngon xích sắc luôn nha. Dạ trước cũng trời ơi, ngon quá. Chuyện chán cô gì đây? Nó nghe nè tụi em. Mình chụp một tấm hình, ai chụp giùm tụi mình một tấm hình. Từ cô. Bởi trước chưa. Nghe là qua cô có chị hỏi. Ủa sao kêu đỉ cho mấy chuyện gì anh Cường? Dạ gì anh? Nói về hội á, không chứ nào. Ai cứ ai? Hôm nay gỡ tôi hỏi lấy á. Kêu hết rồi mà. Qua kia kìa. Ủa khô ngon luôn mọi người. 300 ngàn ký cho mọi người. Còn có cá tạng nãy nhiêu? 250 rồi. 250. Có cá lóc là 300, đúng thôi cá đồng luôn. Được không? Cá đồng luôn không? Ờ, cá đồng đúng không? Đúng cá đồng luôn á. Lấy giùm cô tô thịt. Ừ, chút chất nha mọi người. Cho ớt này nọ không nhiêu con? Cho con mấy cái trên ớt, ớt hiểm ớt nhiều ớt á. Cắt thêm ớt luôn con. Thầy để thầy, khi thầy nói mình qua bển này. Không, cắt giùm con luôn. Thầy qua đây, thầy qua đây xuống. Thầy ra, em nghĩ là thầy đang nhiệt tình á. Tại vì thầy muốn đi đó mình đây luôn. Đá đi chợ, chợ nước đá không bán em lo hốt. Một hồi tính 3.22 triệu lo lạc cũng nhiều. Cô ngon quá hả? Mà cô biết giá tiền rồi bà, chỉ trả tiền công chiên thôi bà, mình mua khô mình làm cơm giùm. Kệ ở dưới căn mình biết. Ngon quá à. Thôi được, tốt clip đi. Cơm ăn, để bếp cơm ăn xong mình dạo dạo con cái dòng ăn ha. Rồi nó hút. Cô ơi, cho thằng giấy đi, thằng cướp đi cô ơi. Ôi trời, bỏ lên bỏ lâu ăn nghĩa đứa cô ăn đi nha. Nó bỏ cái cây gót lên hết mẹ nước. Thùi ghê. Hello tất cả mọi người nha, giờ hiện tại là em chưa có đủ giấc nên là cái mặt em còn rất là sạch mà ngủ ngủ nhiều nhiều mà ngủ ngoài lúc trước tới trơn á thì tự á ngủ ngái luôn mà em bởi vì em ngủ rất là nhiều lên nên là khi mà đi mà thiếu ngủ á nên em vô ngủ tiếp đi còn giấc ngủ ngàn thu răng rồi ngủ rồi hay mày đi chùa á Nguyên nè quay em đi chùa á Nguyên mà nghe nói vậy đó mà nãy giờ mọi người mà nghe mà phía ngoài á mà cái tiếng vọng 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 vô mà mạo mạo số trứng muối rồi đó rồi mạo hấp đồ đó nè mọi người đó là thủ phạm đó nha mọi người da xui ghê á đi chùa đó. À, bây giờ đó là kêu người ta đi ngủ người ta được có gọi giúp ngủ ngàn thu vô ngủ luôn đi. Ôi ghê á. Anh chưa thấy gì hết. Trời ơi xuất sắc mọi người ơi. Ôi. Con chuyện ấn sắc nhiều nhiều quá chị. Ăn đi hồi 9.2 đó ăn đi hôm nay. Thật xui ghê. Nè chia chén rồi chưa mà chia chén có bệnh chưa? Mấy cường. Ờ à, mình thử ăn cá sặc nãy giờ cá sặc ăn cá lóc ok rồi đó. Cá lóc là ok rồi đó nha cá sặc nè. Ủa cá sặc hình như giống như cá nắng vậy. Mỡ không? Ngon hơn không? Mỡ ăn mới béo. Thì cá bự mới được mỡ vậy nè, ngon quá. Khô mà chiên lên cứ cống em ngon. Cứ cống. Chị ơi, vậy. Cô em mua ở đây em chiên vậy á. Hồi nãy cô 200 mấy rồi à? 250. Mà mình ăn ở đây chứ mình mua về nó cũng giống vậy phải không? Rồi em rồi ăn đây khác về mua về khác tu hết tiền em hay bị như vậy em chị. Không có đâu. Bởi vì mình ở này là khúc này hơi hại đảo nha anh Hùng. Mới em xuống em nói trời ơi bà bán khô quá cho mình ăn. Cơm đi dễ cơm đâu. Không, em cũng bị hết lần bữa em mua về xong rồi mấy chị nói là ờ mua ở đây quen ở nhà tại chỗ không sao đâu. Cái tụi em đi mua về em nói trời em mua khô nó khác vậy cái chị nói em đi trên đường em bị cháo khô. Nói trên đường ấy bị cháo chứ không phải gì bán vậy. Nó có chung một con bò giá. Ở đây mà ăn sao là mua về là gì? Cơm cơm vậy. Mở lòng lỡ. Mở lòng lỡ. Ai là thầy nữa hả? Dạ mô Phật con nghe thầy ơi. Ngọc Tuyến hả thầy? Đối diện hả thầy Ngọc Tuyến? Đối diện bài đá trống á. Đối diện bài đá trống á. Cuối đường luôn á. Dạ. Nói thầy cuối đường.
Kêu bài đón thầy giùm cái. Bữa hai cái. Đó là chú nó phụ hồi vô rồi được giá thầy. Nữa. Thì bây giờ cả nhóm vô ăn nha mọi người. Rồi mọi người hãy chào đón cái clip tiếp theo nha. Hẹn gặp lại mọi người ở cái clip tiếp theo nha mọi người ơi. Bye bye mọi người nha.